Thomas. Zogantar. Oklahoma. Zogantar. Oklahoma. Donna Roger. Alamon. Đó, chào anh Cao Mạnh Cường nha, chào anh Thần Lương nha. Đó, anh nghĩ là kể cả quả không lọt khe vào thì vẫn là thế dễ đánh anh em. Bên kia lên đền muộn à. Ok, chào anh Nguyễn Anh Tuấn nhá, chào chị Hà Linh nhá, chào cả anh em. Đó, cảm ơn anh em đã vừa ủng hộ cho thủ Cam Quýt những lượt bình luận và những lượt like cũng như chia sẻ trong buổi chiều sáng ngày hôm nay. Và anh em đợi em một chút nhá, bận cái thao tác đó, áp cái video lên gầy. Và tôi quay trở lại vào trận đấu này anh em ơi. Và ra trận đấu thứ 2. Và quên mất cũng chưa sửa tỷ số luôn. 1-0 ở trong trận đầu tiên rồi. Và khi mà xung quanh thì quá nhiều công việc cần phải giải quyết ngay, cho nên nhiều khi tỷ số nó bị quên anh em ạ. Và đây một bài đấu mà game thủ 98 đang là người xuất hiện ở trong các 3 giờ rồi. Một bài đấu mà game thủ Cam Quýt là người có tình huống ăn chanh. Đang ăn chăn mặt bên này. Đó, với cầu thủ người cầm phone ASEAN, bây giờ chờ đợi xem một bài đấu có phải là và sẽ đánh chém luôn thì Cam Quýt hay không. Một bài kích đời 2 là rất ổn với con Babylon này, 26 dân. Nhưng mà vẫn đang cần thêm một đồ nữa để cho thủ Cam Quýt thì khỏe ra map này, một bầy hươu cũng được. Và một bầy hươu, cái bãi quả bên trên kia là một bãi quả bị chia đôi rồi, chia đôi con đường. Đó, xin chào 300 anh em đang theo dõi kèo đấu nhá. Và anh em vào anh em chia sẻ duyên một turn anh em ơi. Bởi vì hôm nay thì trên và các fanpage của game thủ bên phía VC thì hôm nay đúng mỗi kèo thủ Cam Quýt thôi. Và hôm nay có một kèo của tí nữa. Ngoài ra thì sáng nay không có nhiều kênh sóng phát trực tiếp. Và hy vọng là mọi người sẽ chia sẻ giúp Quýt để anh em vào theo dõi kèo này và xem thủ Cam Quýt thi đấu trong sáng ngày hôm nay nha. Còn nên một ngày cuối tuần, hiện tại thì Quýt vẫn đang đập và chưa ra cái giải gì cả. Hỏng rồi. Đang ở ngoài đập phát nào trúng phát đầy nhưng mà vào đây có vẻ như hơi xịt. Và vừa rồi thì Chi có comment thông tin về giải đấu có mang tên là Lục Hùng Tranh Bà. Và anh em có thể kích vào đường link và anh em đọc chi tiết về giải đấu nhá. Và một bầy hươu 4 con thôi. Khá ít anh trong thủ Cam Quýt. Đi rõ xa nhưng mà chỉ vớ được cái bầy hươu này. Vớ được mỗi cái bầy hươu 4. Trong đời 2 lên đời sớm nhưng mà ở trong đời 3 đó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Ở đây có cái bãi quả đây. Không để ý. Mà con xe giò chạy qua và cái ngách bãi quả cái hiện lên rồi. Đừng giá như chúng ta có thể có tình huống nhìn một phát trước thì có lẽ là bài này
Chúng ta sẽ ép đời là rất khít. Con xe giò vừa rồi cũng đã an tọa lạc ngay bãi quả 5 cây này rồi. Và nếu thấy bãi quả này thì bài đấu lên đời, thậm chí là chuẩn và khỏe luôn cho Quýt. Tầng 98 là người ăn bầy hươu phía trên này. À, chào anh Hàn Viết Việt nha, chào anh Khánh Bảo, chào anh Ếp Ếp nha, chào anh Hồ Tây. Coi ơi, mặc tạm nghỉ thôi. Có lẽ là khoảng 20-21 này sẽ quay lại cầm mic cho anh em. Và chào anh Hưng Quang Trần cho tất cả anh em nha, chào anh Quách Tiến. Đó, chào anh Loan Tập nha, chào anh Minh Vũ. Một bài cũng là 31% đến từ game thủ 9 team. Đó, trận này thắng thì cũng mới hay này, thắng hay. Một bài đánh cung đến từ 2 game thủ rồi. Vì trận này có vẻ như các game thủ không có lực đánh chém. Ờ, phục thù à, bình luận viên. À, mình thì không phải phục thù thôi. Mình hôm trước vừa thắng X0 mà. Mình hôm trước vừa thắng X0. Kèo này phải gọi là kèo 98 phục thù mới đúng. Hoặc là chính xác hơn, ta có thể gọi là trong những các giải bóng đá thì chúng ta có thể gọi là cái lượt về. Đợt trước là lượt đi và đây là lượt về. À, như vậy là một trận đấu mà sẽ ăn được con T và thủ 9 team. Một bài đánh 4A đến từ cái thủ cao Quýt. Cùng giờ sẽ là cân nhau ở trong đời 3 thôi. Cùng giờ phô, cùng giờ Babylon. Ui, cái vạch lên đời khá là chênh lệch. Bài này game thủ 98 là người đập được cái bầy hươu này, hoặc là có thể tìm được cái đồ ăn gì đó. Và bạn là người lên đời chuẩn hơn trong đời 3. À, map này thấy bãi quả là ngon. Họ sẽ có sớm hơn mình một tuần cung như này. Én đâu? Thế mà cái đường có mang dân ra đảo tí không? Vâng, Quýt đang có tơn điều R là cực kỳ rát ở trong tơn này. Gom dân gỗ ra đảo vụt một tơn không? Đang phải đào dân gỗ ra để có thể có một tình huống gọi là cố gắng thủ ở tơn này. Và game thủ người cầm mồm 1 đang là người còn nở hơn trước mình một tơn cung. Đồng qua nhờ. Rất cố gắng quẩy dành cho thủ cao Quýt. Đang cố gắng quẩy. Một tình huống mà những con dân lên đây làm cho thủ cao Quýt đang có một lợi thế nhẹ. Và tạm thời có vẻ như cân bằng được cái số lượng cung R với game thủ người cầm mồm 1. Liệu có sóc dại dân để có thể ăn thêm gỗ hay không? 98 đang là người chưa mất lực và các bạn đang nở nhồi thêm một tuần mới. Trạm lại 29 cho 48 tạm thời vẫn đang là một tuần thủ dẻo dành cho thủ cam Quýt. Vẫn đang dẻo. Trạm lại 33 trên 48. Số lượng chất lượng cùng rửa là ngang phớ thôi, nhưng mà hiện tại thì thủ 98 đang là người đông cung hơn mặt bên này. Bài đấu đang ăn hoang kết hợp ra ruộng dành cho thủ cao Quýt và chúng ta vẫn đang cố gắng để tách một dần đảo. Một tuần cung R mới được nở ra. Thế đấu dốc như này là, xin lỗi anh em, thế đứng quân như này là cái thế thủ cao Quýt đang có một lợi còn dốc nhỏ. 99 lại nhồi thêm một tuần nữa. À, như vậy là khoai rồi. Rất cố gắng nhưng mà hơi khó thời điểm này khi mà game thủ 9 tím đang là người